Hello, chào các bạn đến với kênh Pinnacle và Guarantee của Phan Tuyền. Hôm nay mình sẽ cập nhật một số thông tin liên quan đến dự án Pinnacle của tiến sĩ Nicholas và bà Sifan. Pico Team đã có một số động thái cập nhật một số chức năng nó liên quan đến VIP của chúng ta. Nội dung của nó như sau: cập nhật URL VIP quan trọng. Vào ngày 20 tháng 3, chúng tôi đã quyết định di chuyển URL từ VIP ở địa chỉ là wallet.bi sang địa chỉ wallet.binance.com. Các ứng dụng cộng đồng và nhóm Pico khác cũng đã và đang sớm sẽ được di chuyển sang trang tên miền mới cũ, đó là binance.com. Tên miền binance.com là một tên miền đã được Nicholas và Stephen đăng ký rất là lâu, cách đây tầm 20 năm, tức là ngày 12 tháng 6 năm 2003, và bây giờ là ngày 13 tháng 3 năm 2024, là gần 25. Đây có lẽ là một sự chuẩn bị từ 20 năm trước của tiến sĩ Nicholas, và cái tên miền này đã được cập nhật mấy ngày 28 tháng 2 năm 2022, là cái đây 2 năm. Và cái liên quan đến cái địa chỉ tên miền .binet này là sự một cố gắng và đặt ra một tương lai phát triển cái dự án Binet cuộc đời đã từ rất lâu rồi. Nó bắt đầu từ thai ngán từ cách đây 20 năm. Những gì mà cái tầm nhìn của Nicholas và Stephen cách đây rất là rõ, họ đã chuẩn bị rất kỹ cho sự phát triển cái dự án Binet cuộc của mình. Và nó là rất là tuyệt vời. Tin thứ hai mình chia sẻ với anh em hiện nay đó chính là Pico Team chính thức cập nhật thêm một cái mục nữa trong phần các bước cần thiết đối với Binance. Trước đây chúng ta sẽ có 6 mục là tải ứng dụng browser, tạo VIP, xác nhận VIP, cam kết cấu hành khóa, gửi đăng ký KYC, tài khoản của KYC chỉ sau Binance. Nhưng bây giờ nó đã có thêm một cái bước Binance nữa, đó chính là bước 5. Bước 5 này sẽ có hai lựa chọn, đó chính là xác thực số điện thoại của bạn và xác thực Facebook của bạn. Theo mình nghĩ, chúng ta nên xác thực đó là chính là xác thực số điện thoại. Điều này nó yêu cầu chúng ta sẽ bảo mật hơn rất nhiều đối với việc xác thực Facebook. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tài khoản Facebook của chúng ta rất dễ bị hack và khó hack hơn nhiều so với cái tài khoản về cái số điện thoại của chúng ta. Bởi vì số điện thoại của chúng ta nó đi luôn với chúng ta rất là lâu. Những bạn nào đã chưa sanh 18 trong cái trước khi bản cập nhật này sẽ bây giờ sẽ chuyển sang 19, và tất cả nó vẫn cũng như vậy thôi, và chúng ta sẽ chờ cái sẽ bị sẽ về với của chúng ta trong thời gian tới. Chỉ khác nhau ở chỗ là họ người ta chèo một cái bước lên nữa, đó là bước xác thực tài khoản. Bởi vì hiện nay có rất là nhiều tài khoản chưa xác thực cái tài khoản của chúng ta, nên người ta buộc phải cập nhật vào trong cái các bước cần thiết cho Binance. Đây là một phần yếu tố rất là quan trọng trong quá trình xác thực tài khoản, và tài khoản không phải là tài khoản ảo. Nếu mà chúng ta không xác thực được cái tài khoản này thì tài khoản này sẽ xem là tài khoản giả lập hay là một tài khoản ảo. Điều này rất là quan trọng đối với Pico Team. Thông tin thứ ba mình chia sẻ với anh em hôm nay đó chính là sàn giao dịch nổi tiếng, đó là sàn Remitano, chính thức đếm ngược sự kiện ngày P2D, Countdown to P2D, tức là ngày 2D, ngày 14 tháng 3. Ngày 14 tháng 3 là một ngày đặc biệt, nó là ngày ra đời của dự án Pi cách đây 5 năm, là 14 tháng 3 năm 2019, bây giờ đã tròn được 5 năm, và tới ngày 14 tháng 3 chính thức là ngày sinh nhật của Binance Quốc đã tròn 5 tuổi. Cách đây một thời gian trên sàn Remitano này, người ta có đăng ký cũng như là cái upline các coin token là Bitcoin đã có thể hiện giá. Đây là một sàn rất là nổi tiếng. Các anh em có thể đăng ký cái sàn này để sau này chúng ta giao dịch và nạp Pi từ cái VIP này đến cái sàn
thì methanol này để chúng ta rút tiền về hoặc là chuyển qua các loại token khác trong tương lai, ví dụ như Bitcoin, Ethereum hay là USDT cũng được. Riêng cái sàn riêng methanol này, người ta có cái loại coin là tương ứng với giá trị đồng của Việt Nam, chúng ta có là Việt Nam đồng, nhưng ở đó với cái sàn riêng methanol này có đồng là VNR, tức là Việt Nam đồng REC. giá trị thay đổi giữa hai token này là ngang nhau, tỷ lệ 1:1. Các bạn có thể đăng ký vào cái link mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả này. Đấy, khi mà chúng ta nhập vào cái link này để đăng ký, chúng ta sẽ dẫn đến một cái app của cái ứng dụng và chúng ta sẽ đăng ký. Khi mà nó yêu cầu nhập mã M thì chúng ta sẽ nhập mã M này vào 3592235 để sau này chúng ta làm trong cái xưởng chính sách của Betano, chính sách của sàn Betano như là trả phí giao dịch hay là được nhận có chương trình ưu đãi rất rất là nhiều. Nếu như mà khi mà không có cái mã này thì chúng ta sẽ giao dịch giống như một cái tài khoản bình thường và không có giảm chi phí đâu này giao dịch, tức là trader cũng như là giao dịch của chúng ta. Xin cảm ơn rất nhiều các bạn đã theo dõi video của mình. Xin cảm ơn.